với tầm nhìn trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam trong ngành hàng phụ tùng phụ kiện ô tô, bằng khả năng cung cấp ổn định các sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh, nhập khẩu hợp pháp, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thời gian giao hàng nhanh, chính sách công nợ linh hoạt, với sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên giàu kinh nghiệm, hệ thống phụ tùng ô tô chính hãng Must đã có những bước đi vững chắc để trở thành đơn vị cung cấp hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Những dấu mốc tiêu biểu của hệ thống phụ tùng ô tô Must trong 22 năm qua. Năm 1999, thành lập cửa hàng phụ tùng ô tô DHAS, chuyên kinh doanh các mặt hàng phụ tùng ô tô cho xe du lịch hiệu Daewoo và Kia. Năm 2001, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị phụ tùng và dịch vụ kỹ thuật Must, chuyên kinh doanh các mặt hàng phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc và nhanh chóng trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường. Năm 2011, hoàn thành việc xây dựng kho hàng diện tích 1.800m2 x 3 tầng tại K1B 956 Bạch Đằng, Hà Nội. Năm 2014, trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm phụ tùng ô tô thương hiệu CTR. Năm 2015, trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm phụ tùng ô tô thương hiệu Mando. Năm 2016, thực hiện thành công thương vụ M&A công ty cổ phần Life Pro Việt Nam. Năm 2018, trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm phụ kiện ô tô thương hiệu Auto Glover. Chính thức đặt chân vào thị trường miền Nam bằng việc thành lập công ty cổ phần phụ tùng và phụ kiện ô tô Must Sài Gòn. Năm 2019, trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm phụ tùng ô tô thương hiệu PSG và Hypass. Năm 2020, trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm phụ tùng ô tô thương hiệu Engine. Năm 2021, trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm phụ tùng ô tô thương hiệu PSG Valeo. Năm 2022, hoàn thành việc xây dựng trụ sở công ty tại 3032 phố Lãng Yên, Hà Nội, hợp tác với tập đoàn Schaeffler và trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm phụ tùng ô tô thương hiệu Look, Ina, FAG, True Power. Trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm phụ tùng ô tô thương hiệu Depot và Tông Giang. Chính thức đặt chân vào lĩnh vực mới bằng việc thành lập công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật ô tô Kaman, mô hình xưởng dịch vụ chuyên về lốp, bảo dưỡng sửa chữa nhanh, thay thế và lắp đặt phụ tùng phụ kiện cho ô tô. Năm 2023, trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm phụ tùng ô tô thương hiệu DYC. Lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, Must mong muốn mang đến một môi trường làm việc ngày một chuyên nghiệp hơn, để mỗi cán bộ nhân viên đều có thể cảm nhận được sự quan tâm, gắn kết, cơ hội phát triển bản thân và gia tăng chất lượng cuộc sống. Must luôn trân trọng và vinh danh kịp thời những nỗ lực, đóng góp và cống hiến của tất cả cán bộ, nhân viên dù đang làm việc ở bất kỳ vị trí nào tại công ty. Các cơ chế quản trị điều hành đều thể hiện phương thức làm việc phân quyền, trao quyền nhưng luôn phát huy sức mạnh tập thể. Để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, Must thường xuyên tổ chức các chương trình du lịch, liên hoan, giải trí, giao lưu, kết nối để toàn thể các cán bộ nhân viên cùng gia đình có thêm cơ hội gắn kết và quây quần bên nhau. Với mục tiêu gắn kết văn hóa gia đình nên các chế độ phúc lợi ưu việt của Must đều được gắn với gia đình như báo hiếu cha mẹ, thăm hỏi khi người thân bị đau ốm, quan tâm chăm lo cho các con nhân ngày Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, lễ khai trường, khen thưởng các con có thành tích học tập xuất sắc để mọi thành viên trong các gia đình của cán bộ nhân viên đều nhận thấy nét văn hóa thân thiện, gần gũi và cởi mở của Must. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Must đã xây dựng và đưa các hoạt động thiện nguyện trở thành hoạt động thường niên của doanh nghiệp. Hàng năm, chúng tôi luôn dành ra một phần lợi nhuận dành cho các hoạt động thiện nguyện với mong muốn sẻ chia những khó khăn và lan tỏa yêu thương tới cộng đồng. Với sứ mệnh luôn là đối tác tin cậy nhất, đồng hành và phát triển cùng với khách hàng trong lĩnh vực phụ tùng phụ kiện ô tô nhờ khả năng cung cấp tốt nhất các sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý và dịch vụ bảo hành hậu mãi chuyên nghiệp. Bằng sự đam mê và những nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn tràn đầy khát vọng vươn lên của tất cả cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, Must đã có những bước tiến dài và đạt được sự thành công bước đầu như ngày hôm nay. Để đạt được những thành tựu này, chúng tôi xin được bày tỏ niềm trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới các đối tác, các khách hàng của Must, những người đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Với giá trị cốt lõi dựa trên 3 chữ tâm, tín, nhân, chúng tôi đã và đang từng bước xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp
từ đó tạo nên những nền tảng giá trị bền vững. Tâm, must, luôn lấy chữ tâm để phục vụ khách hàng, đối tác. Tín, must, luôn lấy chữ tín để xây dựng thương hiệu và bảo vệ chữ tín như bảo vệ tính mạng của chính mình. Nhân, must, luôn lấy chữ nhân để tạo dựng doanh nghiệp phát triển bền vững và trường tồn. Chúng tôi sẽ luôn theo đuổi tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi mà những người sáng lập đã đề ra. Với những thành tựu đã đạt được trong quãng thời gian 22 năm qua, với đội ngũ cán bộ nhân viên đầy kinh nghiệm, nhiệt huyết, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm và không bao giờ lùi bước trước khó khăn, chúng tôi tin tưởng rằng MAST sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trên con đường đã chọn, đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường phụ tùng phụ kiện ô tô tại Việt Nam và sự phát triển của đất nước. Hệ thống phụ tùng ô tô chính hãng MAST, 22 năm trưởng thành và phát triển, 22 năm căng buồm, vượt sóng, tiến lên.